Dạ, nông cơ Huy Hoài xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đốc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một máy cưa xích Estin 024. Dòng cưa khai thác cho các bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn về sử dụng khai thác chuyên nghiệp. Hệ này là hệ Made in Germany các bác nhé. Dòng này là chuẩn hàng bãi Đức Made in. Đó. Hệ Estin FS024. Con này đây, model của nó đây các bác nhá. Tem thông số kỹ thuật của nó đây. Đó, con này sản xuất năm 1993. Công suất của nó là 42cc các bác nhá. Đó, cân nặng đầu máy không là 4,5 kg là đầu máy không. Còn cả lam xích vào nữa thì tầm hơn 5 kg các bác nhá. Đó, đây là tiếng nổ của máy 95,6 decibel các bác nhá. Đó. Về tổng thể, con này là hệ cưa hàng bãi đã qua sử dụng. Dòng này là dòng hàng bãi nhập chuẩn từ bên Nhật về các bác nhá. Đó, một đời chủ, chưa hề có người nào ở Việt Nam sử dụng cả. Đấy, con này tích hợp luôn cho các bác là hai ốc lam vặn cực kỳ chắc chắn. Con này mà các bác nào muốn sử dụng lam lớn thì không cần phải chê lăn tan gì nhá, bởi vì hai ốc lam là quá là chắc chắn rồi. Đó, vặn trực tiếp bằng khóa 19 luôn. Đó. Lam của nó là lam 50 phân mặt cắt 45 phân các bác nhá. Có tích hợp làm rồng luôn. Rồi, đây là phần để chỉnh tăng giảm xích các bác nhá. Mặt tiền của con này thì cũng quá là khá là xuất sắc. Đó. Hệ cơ xích bình xăng là bình xăng trong các bác nhá. Bình xăng trong dễ kiểm tra cũng như là xem được tình trạng xăng. Đó, con này thì hệ này là nó có cái phần áo gió này, nó đã bị nứt một tí xíu là chắc là do em nhập về các bác nhá. Em nhập về nên là nó bị nứt một tí xíu rồi, nhưng mà em đã gắn lại để cho nó gọi như có thể đẹp đẽ nhất có thể rồi. Thì các bác nào không quan trọng vẻ ngoại hình thì lựa chọn một em này thì giá thì cực hợp lý các bác nhá. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xả luôn cho các bác nào mà có nhu cầu, đang có nhu cầu sử dụng máy không hệ 024 này, công suất 42cc, giá rẻ hợp lý, thì các bác liên hệ qua cho em nhé. Tại vì cái phần nứt như thế này thì nói chung là như cửa hàng chúng em thì nói thật là cũng hơi khó bán các bác ạ. Nhưng mà cho các bác nào mà đang có nhu cầu mà không quan trọng cái vẻ bề ngoài thì có thể lựa chọn một em này các bác nhé. Còn về tổng thể nòng hơi thì các bác không chê điểm gì nhé. Con này thì nòng cực kỳ khỏe luôn, nòng thì còn khá là đẹp, nòng thì còn bít tông sọc ngang luôn các bác nhé. Bít tông của nó thì còn sọc ngang luôn. Đó, nòng hơi thì chắc chắn, máy móc thì nguyên zin từ ATZ. Có một cái phần áo gió mà nó bị nứt một tí xíu này thôi mà cũng nhiều các bác lại không thích. Nhưng mà em thấy thì cái phần áo gió này thì nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu à. Nhiều khi người ta còn có thể tháo ra để sử dụng được luôn. Đấy, nên là các bác không cần phải lăn tan bảo là bị nứt nát ở chỗ này để sử dụng nó không ngon đâu các bác nhá. Nó không hề ảnh hưởng gì được cả, mà cái này thì em đã gắn lại rồi. Gắn bao chắc các bác luôn. Đó, đây. Gắn lại. Bao chắc không hề có thể nứt ra được lần nữa. Đó. Em đã hàn lại rồi. Mỗi cái phần vỏ thôi. Còn tổng thể máy móc đây, quay cho các bác xem qua. Máy móc thì quá là đảm bảo rồi. Đó. Ủa, phần này chắc quá, không tháo ra được cho các bác xem. Đây. Tất cả linh kiện của nó đây các bác nhá. Không chê điểm gì, ngoại trừ cái phần nứt ở kia ra. Đó. Còn tất cả của nó thì vẫn còn đẹp xuất sắc nguyên các bác nhá. Vỏ viết thì cực kỳ chất lượng rồi. Đây. Đấy. Về tổng thể của cây máy đây, quay cho các bác luôn linh kiện ở bên trong. Đây, điện zin nhá các bác nhá, điện zin. Điện zin này, đến cục nhún zin luôn nhá. Buji zin, nòng zin, bô zin. Máy móc nguyên zin hết. Nói chung là đảm bảo cho các bác là linh kiện của bên em là con này là không chê điểm gì luôn. Máy móc cực kỳ xuất sắc. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên. Máy móc thì cho các bác nào mà không có nhu cầu muốn cần hàng chất lượng thì con này thì giá sẽ giảm cho các bác được mấy trăm đấy ạ. Và trên thị trường hiện tại thì con này bây giờ đang dao động tầm khoảng 5 triệu 3 đến 5 triệu rưỡi nhá, hệ Estin 024. Nhưng mà hôm nay thì con này cửa hàng chúng em xả luôn cho các bác giá 5 triệu đồng.
5 triệu đồng miễn phí ship. Đó, các bác nào mà ưng ý thì liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354 3929 để đặt hàng. Và em tặng kèm cho các bác là bộ 3 phụ kiện là gồm một típ màu buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đấy, còn tổng thể của cây máy thì trên video thì cũng quay cho các bác tổng thể luôn các bác nhá. Vâng, thì bây giờ thì cửa hàng chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác khi các bác đặt cây máy này, hướng dẫn cho các bác cách test nổ luôn các bác nhá. Test nổ luôn để cho các bác xem video khi các bác nào mà muốn đặt hàng con này thì khi các bác nhận hàng thì có thể test nổ một cách dễ dàng luôn. Đây, thì đầu tiên thì các bác xăng thì em sẽ để sẵn ở trong bình rồi các bác nhá. Xăng thì cửa hàng chúng em khi các bác gửi em gửi hàng đi sẽ để sẵn xăng trong bình để cho các bác không cần phải hàng tới các bác không cần phải đổ xăng thêm gì cả. Khi các bác tới thì các bác đóng bóp chặt ga lên rồi các bác đẩy cái cần e đỏ này xuống này. Đó, đẩy xuống dưới như này cho em nhá. Đó, còn khi các bác không bóp ga thì đẩy sẽ không xuống được đâu ạ. Đấy. Các bác bóp chặt ga lên, đẩy cần e xuống. Đó, đẩy cần e xuống. Rồi, các bác giật giúp em cho em tầm khoảng 4 đến 5 cái để cho xăng nó sẽ ở trong này nó sẽ lên trên chế và vào nòng các bác nhá. Đây, các bác giật tầm khoảng 7 cái. Đó, nó nổ cái e như vậy rồi. Khi mà các bác giật, khi nào mà cho nó nổ cái e như vậy rồi các bác đẩy cần e lên. Đó, đẩy cần e lên như thế này các bác nhá. Đẩy lên như thế này. Các bác giật. Đó là máy nó sẽ nổ các bác nhá, còn đẩy phần kè các bác đẩy lên này là nó sẽ tắt các bác nhá. Còn phần giữa này là nổ bình thường, đẩy xuống là đóng e. Đó. Máy móc thì em đã căn chỉnh cũng cho dọn nổ ngon lành hết rồi. Và trước khi các bác đặt con này thì khi mà em gửi hàng thì em sẽ kiểm tra cũng như là căn chỉnh lại một lần nữa các bác nhá. Thời tiết thì bây giờ ngoài trời cũng đang mưa lác đác rất là nhiều. Đó, quay hết mình cho các bác. Thì các bác nào mà ưng ý con này thì không quan trọng về ngoại hình thì có thể liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354 3929 để đặt hàng các bác nhá. Ủng hộ em cũng như là các bác có nhu cầu muốn cần những dòng máy cưa hệ mà tầm phân khúc như thế này thì liên hệ qua cho em ngay để đặt hàng các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.